Hai, chào các bác, lại là em Fuji Auto đây. Vâng, Fuji Auto với những chiếc xe cỏ giá rẻ. Và hôm nay các bác có thể để ý thấy là bên em có một cái mấy cái dây chống này các bác ơi. Vâng, dây chống tại vì sao? Vì thời tiết bây giờ đang là mưa số bão số 1 chứ ạ. Vừa về cửa hàng em là cơn bão số 1 vừa mới ập vào xong. Và đấy, vẫn còn đang mưa rả rích như thế này. Vâng, mưa vậy thôi nhưng mà em vẫn đội nón. À, đội nón à. À, ra review cho các bác mấy mẫu xe để các bác tránh mưa tránh nắng nhá. À thôi, tránh mưa tránh nắng thì cứ chơi mấy cái con 58 cổ này các bác ạ. À, xe rẻ như cho luôn. Cứ chỉ 50-60 triệu là các bác sở hữu ngay xe để tránh mưa tránh nắng rồi. Một chiếc xe để tránh mưa bão. À, con này thì cực đẹp luôn. Mẫu sedan mà hồi xưa ai cũng phải mơ ước, mất tầm khoảng 5 suất đất mới mua được con Daewoo Nubira 2 này. Đời 2012 với động cơ mà chỉ có 1.6. Bản này 1.6 tiết kiệm hơn bản 2.0 các bác nhá. Và chiếc xe này thì số sàn 5 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi, độc có 68 triệu thôi. Yêu thì đến đây em giảm giá tiếp cho các bác luôn. Chiếc xe mang biển số 14L8045, giá chỉ có 68 triệu đồng. Đấy, rẻ như xe máy, không mua thì để làm gì. Hay là đây một chiếc xe chỉ có 58 triệu, Daewoo Matiz bản SE 2008. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi dành cho gia đình hoặc là bác nào mà tập lái tập đi. Chỉ có 58 triệu đồng nhưng mà các bác có một chiếc xe điều hòa mát lạnh, màn hình Android. Đấy, giá nóc đầy đủ, gầm bệ chắc, lốp la răng đúc đàng hoàng. Xe đẹp như thế này không mua để làm gì. Đặc biệt đây là một chiếc xe mang biển số của thủ đô Hà Nội 30F4765. Con này hai chủ rồi các bác nhá. Các bác mà sở hữu đã thành chủ thứ 3, đăng kiểm thì còn dài đến tận tháng 6 năm 2021. Tính ra thì các bác cứ mua đi, em bổ sung đăng kiểm cho các bác. Một chiếc xe đời 2008 Matiz SE. Vâng, con này thì đắt hơn con kia chỉ có vài triệu thôi. Nhưng các bác cũng lại sở hữu ngay được một chiếc xe đẹp. Con này biển gốc thủ đô Hà Nội luôn nhá. Đi đâu cũng được. À, xe thì chất thì khỏi bàn. Điều hòa thì nói thật, với cái thời tiết như thế này vào bật điều hòa thì rét cụ sùn hết cả vòi các bác. Đấy, mà hai mẫu xe rẻ, ba mẫu rồi. À, còn con nào nữa không nhỉ? Ở đằng kia, nhà em còn một số mẫu số tự động. Số tự động nhưng giá chỉ loanh quanh khoảng hơn trăm một tí thôi. Thì các bác nói chung là hầu như ai cũng có thể mua được. Ví dụ như là đây một chiếc Daewoo Matiz bản SE 2007 nhập Hàn. Con này là bản nhập Hàn, xe gia đình, máy 0.8, chỉ có 145 củ các bác, rẻ như cho luôn nhá. Biển 15A07765. Đấy, thế còn bác nào mà thích dòng Moling số tự động giá rẻ, đây lại một con Moling 2010. Xe đẹp như này thôi nhưng mà chỉ có 215 triệu đồng. Đấy, số tự động bản SLX nha các bác nhá. Thiếu mỗi cửa nóc thành bản full kích đồng hồ rồi. Biển 89A137828. Đấy, thế còn bác nào thích dòng Spark thì Spark 2013 này. Máy xăng 1.2 số sàn, giá 148 triệu. Đấy, xe rất rẻ luôn các bác nhá. Hoặc là form cũ, Spark form cũ 2010. Con này 2011 này, máy xăng 0.8, 95 củ. Đấy, độc có 95 triệu đồng chiếc xe đấy rồi ạ. Còn bác nào thích dòng CD5 hoặc là Pride thì bên em còn một con. Vâng, Kia CD5 2005, máy 1.3 số sàn, nhập Hàn. Và con này thì biển Vĩnh Phúc 88A04383. Giá chiếc xe này đang bán 69 triệu đồng. Một chiếc Matiz nhập. Và con này thì cũng là xe số tự động luôn các bác nhá. Đã rút hồ sơ rồi. Biển gốc 14A08054. Và con này đang bán là 135 triệu đồng. Đấy, xe khá là mềm. Hoặc là bác nào mà thích dòng Honda Accord Nhật đây này. Bên em có một chiếc 75 triệu. Con này không mua thì thực sự phí luôn. Máy ngon, nhập Nhật, xe cứng. Và xe này thì chính chủ biển Thái Nguyên luôn. Và sang tên bấm biển đơn giản nhá, không khó khăn. Và rất là ok luôn. Đấy, xe rẻ bên này em rất nhiều nhá. Cả một rổ xe hơn 200 chiếc luôn. Bác nào mà quan tâm thì các bác cứ qua cửa hàng em xem xe và trải nghiệm với cái thời gian này mưa bão bập bùng nhưng mà em vẫn cứ lùng nhùng ra ngoài review cho các bác. Biển 29D0322 là một chiếc xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Vâng, Chevrolet Spark Van 2011 rồi. Vâng, giá 95 triệu đồng chiếc xe này các bác nhá. Đấy, xe rất là rẻ và giá thì vô cùng tuyệt vời. Một chiếc Chevrolet Spark bản LTZ 2013, máy 1.0 số tự động. Em đang bán với cái giá rẻ giật mình luôn, 219 triệu đồng, rẻ hơn thị trường 20 củ luôn các bác nhá. Vâng, rất rẻ luôn ạ. Thế còn các bác muốn mua dòng Elon, một chiếc Elon SCRV. Đấy, con này thì đẹp rồi, biển 15A30987, giá thì con này chỉ có 135 triệu đồng thôi ạ. Đấy, xe đẹp mà giá vô cùng tuyệt vời luôn.
Hyundai Getz 2009 135 triệu đồng nha các bác này. Đấy, bình thường thì giá thị trường con này tầm 160 nha, 170 nhá. Nhưng bên em chỉ bán 135 triệu đồng thôi ạ. Ngoài ra thì bên này em vẫn còn rất nhiều xe, những cái mẫu xe tránh mưa, tránh nắng, tránh bão cho các bác luôn. Đấy, xe rất là đẹp, Morning vàng này các bác ạ. Đấy, Morning vàng vừa về xong, bản nhập nha các bác nhá. Xe nhập số tự động 2008. Và con này thì bán là 189 triệu đồng. Đấy, 189 triệu đồng chiếc xe màu vàng này. Đấy, thế còn bên này là một chiếc Morning 216 số sàn, giá 208 triệu đồng. Đấy, 208 triệu đồng chiếc Morning số sàn này này. Vâng, rất nhiều xe tha hồ lựa chọn. Dòng sedan thì nó sẽ cao giá hơn một chút, nên là các bác có nhỉnh hơn thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe. Vâng, rất nhiều các mẫu xe 7 chỗ này, 4 chỗ bán tải đang có mặt tại bên em Vũ Duy Auto. Đấy, giá rẻ bất ngờ luôn, xe thì đẹp cứng. Và thực sự là bác nào mà quan tâm thì mời các bác qua xem xe và trải nghiệm, lái thử cho các bác thoải mái luôn nhá. Đấy, bên em thì bãi xe rất là rộng. Đấy, rộng có thể gọi là rộng nhất miền Bắc được rồi. Vâng. Và hơn 200 đầu xe cho các bác lựa chọn luôn hàng ngày. Đấy, giảm giá cho các bác khi các bác đến xem xe. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe vừa rẻ vừa ngon. Xin cảm ơn.